Rồi bắt đầu nha mẹ ạ. Vâng. Đề mục mới là ba anh em với nhau. Ngày nào mẹ? Ngày tháng 4 2013. Ừ. Được chưa ạ? Được rồi mẹ. Làm tiếp nha. Anh em chuyện trò trong bữa ăn. Đề tài là gái út. Con Hương sắp lấy chồng xa, tận xứ Hòa Lan. Tôi định nói với nó là vợ chồng sống có đôi, ở đâu cũng hạnh phúc. À. Nhưng khi về già, A Lui chết trước, thì con út phải về lại Cali, chứ không thể sống đơn độc đúng không? Cái chữ D này này. Đơn chứ độc. Không thể sống đơn độc à? Dạ vâng. Bên xứ đó được. Cũng lại đề tài út. Giàu con út, khó con út mà. Nhà có bốn đứa con gái. Con Khánh, con Liên thì ở đây, con Thanh ở Úc, còn con Hương thì sắp lấy chồng xa, ở xứ Hòa Lan. Các cụ có câu, má ơi, đừng gả con xa. Chim kêu vượn hố, biết nhà má đâu. Em để phong bèn, phán đề. Nhưng thưa anh cũng có câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hay. Nó về chưa? Bất tương phùng. Em quý vừa cười vừa nói, em nhận xét thấy anh luôn luôn nhìn mọi tình huống ở khía cạnh đẹp. Ông anh trả lời ngay, đúng thế, tội gì nhìn ở khía cạnh xấu để rồi bực bó tự mình làm khổ mình. Triết lý sống của ông anh là thế đó. Được chưa? Hay lắm ạ. À.